Mến chào các bạn đã đến với kênh của Ngọc Linh Xứ Dừa nha. Các bạn ơi, thì hôm nay vào bếp nấu ăn, Linh sẽ chia sẻ cho các bạn một cái món ăn nó gọi là đặc sản của miền Tây mình luôn á các bạn. Các bạn có biết cái món mà Linh định nói là món gì không nè? Và cũng không để các bạn chờ lâu, thì cái món mà Linh sẽ giới thiệu cho các bạn đó là cái món ớt xào lá cách nha. Cái món này thì cũng rất là quen thuộc với cái người miền Tây của chúng ta đúng không các bạn? Và đây là nguyên liệu Linh đã chuẩn bị sẵn rồi nè, gồm có lá cách và thịt ớt với một ít tỏi băm. Và bây giờ Linh sẽ bắt cái chảo dầu lên để Linh phi tỏi cho thơm, và sau đó Linh sẽ xào thịt ớt nha. Cái cây lá cách này các bạn ở dưới quê Linh đó mọc nhiều lắm, ấy là tự mọc nghe, không có trồng nha các bạn, tự mọc nhiều lắm. Cái lá cách này là các bạn mua hổm Linh về quê á, cái mẹ Linh hái cho Linh một ít nè, nên là Linh để dành tới hôm nay luôn. Nên hôm nay sẵn ra chợ Linh thấy ớt cũng ngon lắm nè, nên Linh mua về sẵn xào chung lá cách luôn. Và sẵn giới thiệu món ăn mới cho các bạn luôn nè. Thì cái phần tỏi phi của Linh thì nó cũng vàng rồi, bây giờ Linh sẽ bỏ hết thịt ớt vô để Linh xào luôn nha. Đây Linh sẽ xào qua xào lại cho thịt ớt nó săn các bạn. Các bạn biết không, cái món mà ớt xào lá cách này các bạn ăn rất là nên thuốc và bổ dưỡng luôn nha. Nên là lâu lâu là Linh hay làm món này lắm các bạn. Có khi là ở dưới quê có lá cách thì mẹ gửi lên, còn không thì ở ngoài chợ á, Linh thấy người ta cũng có bán nha. Và nãy giờ Linh xào ớt á, thì nó cũng săn lại rồi nè các bạn. Bây giờ Linh sẽ nêm nếm gia vị vào trong thịt ớt này luôn nha. Thì cái phần thịt ớt này á, Linh bỏ một ít hạt nêm nè, một ít bột ngọt nè, và tí xíu đường nữa. Bây giờ Linh sẽ xào tới xào lui cho cái gia vị nó thấm vào thịt ớt nha. Đây, cho nó săn lại. Hồi sáng hình như Linh mua nhiêu đây là 4 con ớt đó các bạn, cũng bự lắm. Bây giờ Linh sẽ đậy nắp lại cho thịt ớt nó chín nghe. Đó, sau khi Linh đậy nãy giờ rồi thì thịt ớt nó cũng chín nè. Linh không có cháy nước nha các bạn. Ớt nó tự ra nước đó nha, được nhiêu nước đó nè. Đó, vậy là Linh sẽ bỏ hết cái phần lá cách vô Linh xào luôn nha. Và cái phần ớt xào này á, mình không cần bỏ nước nha các bạn ơi. Bỏ nước nữa là nó mất ngon nha. Ớt thì Linh thấy nó cũng chín rồi đó các bạn. Linh sẽ gắt vô đây một ít tiêu cho nó đậm đà hương vị nha, cho nó thơm. Rồi bây giờ Linh sẽ bỏ hết cái phần lá cách này vô luôn. Cái lá cách này dưới quê nó tốt lắm các bạn ơi. Lá bự bự không mà Linh cắt làm hai làm ba vậy Linh thả vô luôn nha. Đây. Đó, bây giờ Linh sẽ trộn lên cho lá cách nó chín nha. Lá cách này mình có thể ăn sống được nha các bạn. Thường thường á, ở dưới quê Linh mà làm bánh xèo đồ các bạn, làm bánh xèo, bánh khọt đồ đó, thường là hái lá cách này ăn chung sẽ rất là ngon nha. Đây. Sau khi mà xào tới xào lui thì Linh thấy lá cách nó cũng teo lại, nó xèo xuống rồi nè các bạn. Đó. Các bạn xào lá cách này mình nên xào cho nó vừa vừa xẹp xẹp xuống được nghe, đừng để lâu quá nó nhũng hết rồi, nó mềm nhũng đó. Vậy là Linh thấy cũng được rồi nè. Bây giờ Linh bỏ vô một ít tiêu nữa nha. Đó, ở dưới quê mà cái món này mà ớt xào lá cách là ăn hết sảy luôn các bạn, ngon nhất cái nắp luôn. Còn thịt ớt á, thì mình cũng có thể là chế biến được nhiều món đó các bạn. Ớt xào củ kiệu nè, hay là ớt nấu cháo ớt Singapore gì đó các bạn, nói chung là đủ thứ đó. Ớt xào xào ớt hả, nói chung làm được nhiều món lắm ha. Đó các bạn thấy cái món mà ớt xào lá cách của Linh ngon chưa? Và cái món ăn của Linh thì cũng hoàn thành rồi nha. Linh chúc các bạn nấu ăn thành công nè.